Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tĩnh Lặng thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 3 của khóa tu mùa xuân với chủ đề là Thiền hiểu biết. Tâm của chúng ta nó luôn chạy rong khắp mọi nơi, tìm kiếm quá khứ, nắm bắt tương lai, hay là kẹt vào những cái nỗi muộn phiền chưa giải quyết được, hoặc nhiều khi chỉ đơn giản là những cái suy nghĩ vẩn vơ như là một thói quen cố hữu. Cho nên chúng ta không có ý thức được những cái gì đã đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Tuy chúng ta đứng đó, nhưng mà chúng ta không có mặt ở đó. Tâm chúng ta nó cứ muốn tìm một cái đối tượng nào đó ở bên ngoài để nó bám víu. Những đối tượng đó hầu hết có thể đem lại cho chúng ta những cảm giác thoải mái, dễ chịu, hay là chúng ta nghĩ rằng những đối tượng đó có thể phục vụ cho cái tâm mong cầu những cái điều như ý, hoặc là cả những thái độ chống đối lại những cái điều bất như ý. Tâm con người là như vậy. Nhưng mà người xưa hay ví tâm con người cũng giống như là một con khỉ, tâm viên, chuyền hết cành nhánh này lại nhảy bắt sang cành nhánh khác trong chớp mắt. Nó không bao giờ chịu ngừng nghỉ cả. Trong quá khứ vì thiếu hiểu biết, cho nên chúng ta đã để tâm của mình chạy rong khắp mọi nơi như vậy, đến nỗi chúng ta mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, nhưng mà không biết phải làm sao để có thể dừng cái tâm của mình lại. Nếu không dừng lại thì chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều những giá trị màu nhiệm đang xảy ra trong thực tại. Nếu không dừng lại thì ta sẽ không thể nào có đủ cơ hội để nhìn sâu vào bản chất đúng đắn của từng sự vật, từng sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Đó chính là thái độ sống trong lãng quên và thường xuyên rơi vào những nhận thức sai lầm. Đó là thái độ sống của hầu hết chúng ta. Thiền tập trước hết là phải tìm mọi cách làm sao để cho tâm của chúng ta chịu dừng lại. Vậy thì phải tìm cho nó một đối tượng cụ thể nào đó, một đối tượng phải thật rõ ràng, có mặt ngay trong giờ phút hiện tại. Đối tượng đó phải có tính chất có mặt một cách đều đặn với ta, và không có gì hơn, đó chính là hơi thở. Hơi thở là sự lựa chọn số một, sự lựa chọn hàng đầu của các bậc thiền giả từ nhiều thế hệ tu thiền qua. Tại vì hơi thở không chỉ là một tiến trình vật lý, mà nó còn là nhịp cầu để nối liền với tiến trình tâm lý nữa. Nghĩa là thông qua hơi thở mà ta có thể biết được những trạng thái biến đổi của tâm lý. Tức là để tìm một cái đối tượng, một cái đề mục, một cái theme cho chánh niệm phát sinh, mà đối tượng đó mình có thể mang theo bên mình bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào. Đối tượng đó phải không gây phiền nhiễu hay là gây áp lực hay là gây trói buộc cho ta, thì hơi thở có thể đáp ứng được tất cả những điều kiện đó. Và nó còn nhiều giá trị màu nhiệm hơn thế nữa. Và trong quá trình thiền tập, chúng ta sẽ
từ từ khám phá. Hơi thở là một thứ chúng ta có thể kinh nghiệm một cách trực tiếp mà không cần đến sự can thiệp của tư tưởng, hay là của những kinh nghiệm có sẵn, hay là những kiến thức có sẵn. Hơi thở là một thực tại sống động, nó luân lưu khắp cơ thể của chúng ta, cho nên nó cũng góp phần làm cho ta biến thành một thực tại sống động. Rất là hay nếu chúng ta chọn nó làm điểm tựa cho tâm, khởi nguồn cho tiến trình khám phá tâm sau này. Chúng ta biết là hơi thở nó vốn là một tiến trình tự nhiên, chúng ta không cần dùng ý chí để can thiệp vào, thì hơi thở nó vẫn vào vẫn ra theo cái nhịp độ của riêng nó. Do vậy mà khi chọn hơi thở làm đề mục, làm đối tượng để cho tâm nương tựa, thì chúng ta cần phải tôn trọng cái tính tự nhiên của hơi thở. Chúng ta cần nhận biết và hiểu biết nó, chứ chúng ta không có can thiệp hay là ép buộc nó phải như thế này hay là như thế kia. Sự chú tâm vào hơi thở cũng không có khác gì một anh nhân viên bảo vệ đứng gác cổng. Chỉ cần biết nhân viên nào đang đi vào trong công ty, chứ không cần phải bắt buộc là nhân viên đó phải đi nhanh, đi chậm hay là làm thế này, thế kia. Cho nên chúng ta chỉ đơn thuần quan sát thôi, mà không thêm vào nó một cái thái độ hay là một cái ý chí nào khác. Nói thì nói như vậy đó, nhưng mà chúng ta cũng dễ dàng vấp váp trong khi chúng ta mới bắt đầu tiếp xúc với hơi thở. Chúng ta vẫn muốn áp đặt hơi thở của mình, vẫn muốn hơi thở theo ý của mình. Thí dụ như chúng ta muốn cho hơi thở của mình dài hơn, hoặc là muốn cho nó được ngắn hơn, muốn nó được êm dịu, được nhẹ nhàng ngay lập tức, thì đó là một thái độ rất là sai lầm, chúng ta cần phải tránh ngay bây giờ. Chúng ta phải nhớ rằng trong pháp môn thiền hiểu biết thì thái độ nhận diện đơn thuần, mere recognition, thấy sao để vậy, nó là một cái nền tảng căn bản quan trọng mà chúng ta không được xâm phạm vào. Dù chúng ta tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào thì chúng ta cũng phải nhìn đối tượng đó như nó đang là, hoàn toàn không được bỏ vào cái thái độ yêu thích hay là ghét bỏ, mong cầu hay là kháng cự lại. Và có như vậy thì chúng ta mới có đủ điều kiện, đủ cơ hội để mà khám phá ra bản chất chân thật của từng đối tượng. Và cái ranh giới giữa cái hơi thở tự nhiên và hơi thở có chủ ý rất là nhỏ nhiệm, rất mong manh, cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới không có bị nhầm lẫn. Chúng ta chỉ đơn giản quan sát nó, nhưng chúng ta nhớ là đừng có đọc lầm bầm ở trong miệng là tôi đang thở vào hay là tôi đang thở ra. Đừng có đọc bất cứ một cái câu kệ nào, một cái sự tưởng tượng nào thêm vào cho nó. Nhưng mà muốn quan sát được thì trước hết chúng ta phải nhận diện cho ra hơi thở của mình nó như thế nào trước đã. Chúng ta có thể chú tâm vào sự phình xẹp của bụng. Khi hơi thở đi vào thì bụng chúng ta sẽ tự động phình lên, và khi hơi thở đi ra thì bụng của chúng ta sẽ tự động xẹp xuống. Nhưng mà cách thở này nó chỉ phù hợp cho một số ít người thôi, tại vì nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị hồi hộp. Chúng ta hay có khuynh hướng rượt đuổi theo cái hơi thở của mình. Vả lại cách cái theo dõi hơi thở như thế này,
Nó làm cho ta cảm nhận hơi thở chúng ta một cách không có trực tiếp. Cách mà nhiều hành giả sử dụng đó là chú tâm vào phần chóp mũi, có thể ngay nơi vành trong của mũi hay là ở phía trên môi. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào chiếc mũi của mỗi người. Đầu tiên là quý vị hãy hít vào một hơi thở cho thật dài và sâu, rồi chúng ta ghi nhận không khí bên ngoài đi vào, nó sẽ chạm vào cái phần nào đó ở trên cái vành mũi của mình, ở cái phía đầu chóp mũi của mình một cách rõ ràng nhất. Thì chính đó là cái điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ để quan sát hơi thở trong những cái buổi thực tập tới, mà chúng ta không nên là để tâm của chúng ta chạy tìm kiếm hơi thở một cách lung tung. Nếu chúng ta rượt đuổi theo hơi thở thì sẽ rất mệt mỏi và sẽ không bao giờ nắm bắt được. Tại vì hơi thở nó cứ trôi chảy mãi như vậy. Chỉ cần chúng ta thông thả chú tâm vào giao điểm giữa phần không khí từ bên ngoài đi vào và trở thành một phần mà chúng ta thường gọi đó là hơi thở của tôi, và chính cái nơi này, một phần của tôi, nó trở ra hòa nhập trở lại thế giới bên ngoài, thì không những ta có thể dễ dàng nắm bắt được hơi thở, trụ tâm trên hơi thở bằng thái độ quan sát, mà chúng ta còn khám phá ra rất nhiều sự thật về sự cấu thành cái tôi của mình. Và qua tiến trình quan sát về bản chất của hơi thở, chúng ta sẽ thấy rõ hơn phần nào bản chất của chính mình, để sẵn sàng buông bớt ranh giới giữa mình và mọi đối tượng khác. Tại vì hơi thở sẽ giúp cho chúng ta thấy được giá trị tương tức giữa mọi đối tượng ở trong vũ trụ. Có cái này thì phải có cái kia, không có cái kia thì chưa chắc là có được cái này. Và để dĩ nhiên là phải trải qua một thời gian công phu nhất định nào đó thì chúng ta mới có thể đạt được cái trình độ này. Có điều chúng ta đừng bao giờ quên là chúng ta không nên điều khiển hơi thở của mình. Tại vì chúng ta hay có thói quen nghĩ là khi nào hơi thở nó được lắng dịu thì tâm chúng ta nó sẽ được an ổn. Nhưng mà nếu hơi thở nó chưa an ổn, tức là tâm chúng ta đang có vấn đề, tâm chúng ta chưa an ổn. Chúng ta không thể dùng cái ý chí của mình để mà bắt buộc nó, mà chúng ta hãy dùng tâm để quan sát, để tìm hiểu, thì sự an ổn nó sẽ xuất hiện. Và cái sự an ổn đó nó sẽ chân thật hơn. Vì vậy mà hơi thở trong thiền tập nó không phải là cách điều phục hơi thở của những bài tập yoga. Chúng ta chỉ đơn giản quan sát và ghi nhận, chứ đừng có uống nắng hay là sửa chỉnh gì cái hơi thở của mình. Chúng ta hãy để hơi thở nó buông thư và tự nó đi theo cái nhịp riêng của nó. Đừng có cố tình kéo cho hơi thở của mình dài hơn hay là làm cho nó ngắn hơn, hoặc là cố tình làm cho nó lắng động hay là êm dịu, mịn màng hơn. Trong khi thiền tập, chúng ta cần buông bỏ cái thái độ bắt mọi thứ diễn ra theo ý của mình. Thay vì chúng ta hãy thực tập lắng nghe, quan sát và đi theo một vài nguyên tắc, theo cái tiến trình tự nhiên của nó. Như vậy cái tâm mong cầu và cái tâm chống đối của chúng ta nó sẽ có cơ hội được suy yếu dần dần. Đôi khi chúng ta lại quên đi ý nghĩa của thiền tập là gì, và chúng ta lại dùng cái tâm mong cầu cái này cái nọ, hoặc là kháng cự lại
điều này điều kia ở trong khi chúng ta đang thực tập. Vì vậy mà thực tập thiền nó trở thành một cái cuộc chiến, một cuộc chiến nó đang xảy ra, trong đó có sự tranh đấu rất là quyết liệt giữa cái sự xáo động và cái sự ổn định. Thiền tập cũng giống như là gạn đục khơi trong thôi, tìm cái trong từ ngay trong cái đục, tìm cái sự tĩnh lặng ngay giữa cái sự ồn ào. Khi chúng ta tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó, lẽ dĩ nhiên là khi phát hiện ra những cái cuộc chiến như vậy thì chúng ta vẫn quan sát, tìm hiểu, chứ chúng ta đừng có đàn áp cuộc chiến đó rồi dùng một cái thứ phiền não để chồng lên một cái phiền não khác. Chúng ta cứ thả lỏng tự nhiên một chút, đừng có quá ép buộc tâm của mình phải khích khao trên một cái đề mục nào. Tại vì tâm của chúng ta trước đây nó không có cái thói quen dừng lại cố định trên một cái đề mục nào. Chúng ta hãy hiểu cho nó, hãy tập cho nó từ từ. Nếu mà nó có bỏ chạy sang những đối tượng khác, nắm bắt những đối tượng trong quá khứ, trong tương lai, chạy ra khỏi thực tại, thì chúng ta cứ nhẹ nhàng đưa nó trở về với hơi thở. Mà thật ra trong thiền tập, quan sát và thấu hiểu được thái độ của mình ở trong mọi tình huống nó còn quan trọng gấp trăm ngàn lần việc chúng ta làm sao cho mình có được cái định tâm. Nhưng chắc chắn chúng ta cần định tâm. Phải có sự định tâm thì cái quá trình quan sát và tìm hiểu của chúng ta mới trở nên sâu sắc và lâu bền được. Cho nên chúng ta cũng phải nên quan sát luôn mối liên hệ tinh tế và phức tạp giữa hơi thở và cái ý muốn điều khiển hơi thở, và kể cả cái thái độ muốn ngưng sự điều khiển đó. Thì hồi đầu chúng ta cũng cảm thấy hơi khó chịu khi phải đi vào trong cái công tác này, nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá trị của hơi thở tự nhiên nó hoàn toàn khác biệt với một hơi thở bị điều khiển. Và chúng ta được học hỏi rất nhiều từ cái thái độ mong muốn của mình, dù chỉ là hơi thở. Tất nhiên là với cái thái độ quan sát hơi thở tinh vi như vậy thì chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng ta không còn cảm thấy muốn điều khiển hơi thở của mình làm gì nữa. Hồi đầu cái công việc quan sát hơi thở rất dễ làm cho chúng ta nhàm chán, và chúng ta cảm thấy nó thật là vô vị. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì một thời gian ngắn và thở một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy hơi thở của mình nó rất là đa dạng và kỳ diệu vô cùng. Thực ra không có cái hơi thở nào nó giống với cái hơi thở nào cả, chúng biến hóa rất là tinh xảo. Mà nếu với một cái tâm hời hợt, hay là chúng ta có sẵn cái thành kiến rằng hơi thở này mình vốn đã biết nó rồi đó, thì chúng ta không thể nào khám phá hay là thấu hiểu nó được. Cho nên quan sát hơi thở không chỉ là quan sát những cái đường nét của nó về mặt vật lý, mà chúng ta còn quan sát luôn cả nội dung của nó. Nó là một bản hòa tấu giữa những cái trạng thái đang lẫn với nhau, như là hỗn hển rồi lắng dịu, cạn rồi lại sâu, gấp gáp rồi nhẹ nhàng. Và đó chính là chúng ta đang tập dần quan sát tâm trạng của mình. Hơi thở nó phản ảnh lên những cái trạng thái tâm lý mà chúng ta đang có. Và nếu chúng ta lần mò trên hơi thở thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu được chính mình. Và chắc chắn là tâm của chúng ta nó không có biết thưởng thức hơi thở trong những cái buổi đầu liền đâu, và thỉnh thoảng nó vẫn tìm cách trốn thoát. Cho nên cái việc quan sát hơi thở nó sẽ trở nên bị lỏng lẻo.
Và coi chừng lúc này cái thái độ quan sát nó chỉ còn là cái ý chí muốn được quan sát, muốn được định tâm thôi, chứ sự có mặt của chúng ta không còn ở đó nữa, sự chú tâm không còn nữa. Nhưng mà không sao cả, đây cũng là một tiến trình rất là tự nhiên thôi. Và nhiều khi nó còn xảy ra một cách liên tục trong những cái buổi đầu thiền tập nữa. Nhưng mà chúng ta không cần quá khẩn trương, không cần quá lo lắng để mà tìm cách đàn áp nó, hay là có một cái thái độ khó chịu đối với nó. Tại sao ngồi thiền mà không có được định tâm? Chúng ta hãy cứ từ tốn mang nó, mang sự chú tâm trở về với hơi thở. Và nếu nó cứ nhảy đi thì chúng ta lại nhẹ nhàng đem về. Một lần không được thì hai lần, thêm nhiều lần nữa, và nhiều lần như vậy nữa. Với một cách kiên trì như vậy, từ tốn như vậy, thì cái sự phóng tâm, cái sự lơ đễnh, cái sự sao nhãng, nó sẽ dần dần được chấm dứt. Cái tiến trình của nó phải là như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều khi chúng ta có cảm giác như là chúng ta không nhận ra được cái hơi thở của mình. Chúng ta đừng có quá lo lắng. Hãy cứ chú tâm ngay trở lại cái điểm mà chúng ta đã chọn, ở cái chỗ phần đầu chớp mũi hay là cái sự phồng xẹp của bụng. Cái này tùy vào mỗi người. Chúng ta có thể dùng một cái hơi thở thật mạnh, một hơi hoặc là ba hơi, thì chắc chắn chúng ta sẽ nắm bắt được ngay hơi thở của mình. Và lúc đó chúng ta nên mỉm cười, ghi nhận cái tình trạng lạc mất hơi thở vừa rồi. Nếu cần thì chúng ta nên nhìn sâu để tìm hiểu là đó là một cái sự sao nhãng của tâm thức, hay là tại vì hơi thở của chúng ta nó quá tinh tế, còn tâm của chúng ta thì quá thô kệch, chỉ quen chụp bắt những cái gì nó hiển hiện cụ thể thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên nhớ là đừng có bao giờ trách móc tâm của mình, có một cái thái độ bực bội đối với nó ở trong khi chúng ta thiền tập. Điều này chẳng có lợi ích gì cả, mà nó làm cho cái sự thực tập của chúng ta dễ bị đình trệ. Tại vì tất cả những gì chúng ta có hiện ra trong tâm, nó là cái kết quả của một cái quá trình rất là dài chúng ta sống trong thất niệm, forgetfulness. Chỉ cần chúng ta nhắc nhở thường xuyên là được, mà đừng có thái độ gì đối với nó. Trong khi quan sát hơi thở thì ở trong tâm của chúng ta đồng thời nó cũng hiện lên những cái hình ảnh, những âm thanh, những tình cảm, những ký ức, những nhận xét, hay là những tâm lý phức tạp hơn như là sự lo lắng, sự tiếc nuối, buồn tủi, giận hờn, hoang mang, tuyệt vọng, vân vân. Thì khi đó chúng ta có thể tạm rời hơi thở một thời gian để chú tâm lên những cái đề mục mới đó. Nếu như chúng ta thấy mình có được một chút định tâm trong một quá trình quan sát hơi thở vừa qua, cần lưu ý là những vị mới bắt đầu thực tập trên hơi thở, chưa nắm vững được hơi thở của mình, chưa có một chút định lực nào, thì chúng ta hãy tạm ngó lơ những cái hiện trạng tâm lý đó đi, mà dành hết ưu tiên cho sự định tâm trên hơi thở. Chứ nếu mà chúng ta dễ dàng rời bỏ hơi thở của mình để đi vào những cái lĩnh vực đó, thì nó sẽ kéo tâm của chúng ta đi luôn, và chúng ta sẽ không gặt hái được gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta đã sẵn sàng quan sát, những cái hiện tượng tâm lý bất chợt đó, chúng ta đã có sẵn một định lực rồi, thì chúng ta cũng nên viếng thăm những cái lĩnh vực đó, coi cái gì nó đang xảy ra. Đó là cơ hội rất tốt để chúng ta hiểu được chính mình. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ nên quan sát từng hiện tượng tâm lý một thôi, đừng có gom tất cả chúng lại. Và khi những cái đối tượng quan sát đó nó bị phai mờ đi, thì chúng ta lại đem tâm của chúng ta trở về với hơi thở ban đầu, trở về với đề mục ban đầu. Và hơi thở luôn luôn là đề mục chính,
cho những vị mới thực tập thiền. Nó là một cái điểm tựa an toàn nhất. Sau mỗi chuyến chúng ta đi viếng thăm những cái lĩnh vực khác ở trên thân hay là ở trên tâm của chúng ta, phải ghi nhớ là chúng ta đừng có bao giờ nóng vội ở trong sự thực tập của mình. Đừng có quá nôn nóng để giải quyết những vấn đề phiền não. Nhưng mà với một chút định lực được tích góp trên hơi thở, trong mỗi chuyến đi quan sát những cái biến động xảy ra nơi thân và nơi tâm như vậy, thì tâm của chúng ta nó lại mang thêm một cái kinh nghiệm mới trở về, về bản chất của vô thường hay là vô ngã chẳng hạn. Để nó thấu hiểu hơn được bản chất của mọi sự vật sự việc ở trên thế gian này, mà không chỉ có hơi thở mới vô thường vô ngã, mà vạn sự vạn vật ở trong cõi đời này đều chung một cái bản chất như vậy. Và cái thái độ quan sát bằng một cái tâm không mong cầu, không chống đối, thuần túy bằng một cái tâm tìm hiểu và khám phá, nó sẽ cho ta đạt tới nhiều cái thấy rất là tuyệt vời. Mà từ trước cho tới bây giờ, với cái tâm đầy xáo động và đặc sệt phiền não, chúng ta không thể nào biết được, không tài nào biết được. Một điều nữa tôi không quên báo trước cho quý vị biết, đó là có những lúc chúng ta kinh nghiệm được hơi thở của mình một cách rất là sâu sắc, thì chúng ta bỗng thấy ở trong tâm mình hình như là một cái, nó giống như là một cái căn nhà mà có rất nhiều những cái tiếng hú, tiếng gào thét, những cái mớ âm thanh nó hỗn loạn ở trong đó. Hay là có những lúc chúng ta thấy mình chới với, giống như là mình đang ngồi trên một cái chiếc xe mà nó lao đầu thẳng xuống vực thẳm mà chúng ta không có điều khiển được. Cái này cũng không có gì lạ. Thật ra lúc nào ở trong tâm của chúng ta nó cũng hỗn độn như vậy, đầy dễ những cuộc xung đột hay là có những cái khoảng trống chơi vơi như vậy. Nhưng mà chỉ vì từ hồi trước cho tới bây giờ chúng ta chưa có bao giờ được nhìn kỹ vào trong đó thôi. Tâm thức của chúng ta nó luôn rối rắm như vậy đó, đầy phiền toái như vậy đó. Chúng ta vẫn còn chưa chịu để quay trở về thu dọn và giải quyết chúng, vậy mà vẫn cứ lo tìm kiếm những cái thứ hấp dẫn ở bên ngoài, luôn tranh đấu hơn tranh thua ở bên ngoài. Thì đừng có trách tại sao mà mình vẫn thường hay bất lực với chính mình, vẫn còn nhiều đau khổ. Xung quanh của chúng ta còn rất đông người đang sống trong cái tình trạng như vậy, sống bằng cái sự may rủi ở bên ngoài, vẫn không biết cái gì nó đang tàn phá ở trong chính họ. Nhìn họ thì có vẻ như là họ không có vấn đề gì cả, nhưng mà kỳ thực bên trong đang bị trói buộc, đang bị thao túng, đang bị điều khiển. Còn chúng ta đang thực tập, tuy có hơi khó khăn trong giai đoạn ban đầu, tuy phải đối diện với những cái phiền toái bên trong, nhưng mà chúng ta đang đi trên con đường tháo gỡ nó. Nếu chúng ta không chịu tinh tiến ở trong cái sự thực tập của mình, chúng ta vẫn còn nhiều lý do để mà không chịu dành nhiều thời gian và năng lực để luyện tập quan sát hơi thở, chú ý tới những cái biến động của cảm xúc, của tâm lý. Hoặc là chúng ta vẫn chưa biết cách để quan sát hơi thở của mình, sử dụng nó một cách rất là thô kệch, áp đặt nó như là những cái phương pháp luyện tập yoga, thì chúng ta sẽ tạo nên một cái sự chay cứng ở trong cái pháp hành của mình, ở trong sự thực tập của mình. Và chúng ta sẽ có thành kiến với những cái vấn đề quan sát hơi thở, và chúng ta cũng chẳng có thu hoạch được một sự khám phá mới nào trong khi chúng ta quan sát hơi thở. Và sau này chúng ta sẽ dị ứng với cái phương pháp quán niệm hơi thở. Cho nên ý thức được sự thực tập quay về chính mình, đó đã là một cái gì đó rất là hay rồi.
Nhưng mà với một cái thái độ đúng đắn nữa, thái độ rất là quan trọng, tại vì nó quyết định cho sự thành công của chúng ta. Một thời gian thực tập chánh niệm trên hơi thở thì thỉnh thoảng chúng ta có những cái cảm giác như là toàn thân của mình nó nhẹ bổng lên và nó bay lơ lửng như là những đám mây hay là la đà ở trên mặt nước. Lý do là cái phần thô thiển của hơi thở nó đã chấm dứt và cái phần vi tế của hơi thở nó đã xuất hiện. Và đây chính là dấu hiệu của định, concentration. Nó cũng là một bước tiến đáng ghi nhận trong cái quá trình quan sát hơi thở thành công. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ đây không phải là mục đích tìm kiếm của chúng ta. Chúng ta không có đi tìm kiếm nó. Mặc dù cái trạng thái yên định hay là những cái cảm giác nhẹ nhàng đó, nó có thể đem cho chúng ta những cái cảm xúc rất là dễ chịu, nhưng nó cũng có thể là một cái bẫy rất là nguy hiểm. Nó sẽ khiến cho chúng ta yêu thích và bám víu nó. Và lần sau, mỗi lần quan sát hơi thở thì chắc chắn chúng ta sẽ lại đi tìm những cảm giác lâng lâng dễ chịu đó. Và cái áp lực này nó sẽ phá vỡ công trình quan sát và khám phá những cái điều mới mẻ nó luôn xảy ra ở trong tâm của chúng ta. Và nó sẽ khiến cho cái tâm tham của chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ. Tại vì khi cái hiện tượng đó nó không còn xảy ra nữa thì chúng ta sẽ khó chịu, và cái tâm sân hận nó lại xuất hiện. Và cái cảm giác mong chờ và tiếc nuối nó không ngừng xảy ra trong cái quá trình thiền tập như vậy, mà chúng ta không có nhìn thấy để mà quan sát tìm hiểu nó, thì cái sự thực tập của chúng ta nó dễ dàng bị đình trệ và suy yếu mà chúng ta không biết tại sao. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải nao núng gì cả. Mỗi lần chúng ta đón nhận được những cái cảm giác yên định hay là thân thể chúng ta được khinh an như vậy thì chúng ta chỉ mỉm cười ghi nhận, và tinh tế hơn nữa để quan sát cái tâm tham đắm của mình. Và nếu bất ngờ cái tâm tham đắm nó xuất hiện thì ta lại ưu tiên quan sát nó, thay vì quan sát trạng thái yên định và những cái cảm giác dễ chịu kia thì chúng ta quay sự chú tâm tới cái tâm tham đắm của mình. Và những người thiền tập một mình thì khi họ trải qua những cái kinh nghiệm như vậy, nếu không có người hướng dẫn thì họ rất dễ rơi vào cái bẫy sập, cứ tưởng là mình đã đắc thiền định rồi, mình đạt tới đỉnh cao của thiền định rồi. Và những cái hiện tượng lạ này chứng tỏ là mình đã có những cái bước đi nào đó rất là đáng nể trong cái công phu tu tập. Nhưng mà sự thật nó không là gì cả. Phiền não tham và sân trong ta nó vẫn còn đầy dẫy. Sự mê muội trong ta vẫn chưa được tháo tung. Thì đừng vội cho là mình đã thành công mà kẹt vào cái tôi của mình. Rồi chúng ta lại cứ đi tìm những cảm giác thoải mái dễ chịu đó để mà lẩn tránh thực tại, lấy đó làm một cái niềm hãnh diện rồi đi khoe khoang với người khác. Và chúng ta cũng cần nhớ một điều là chúng ta cũng không cần tỏ một thái độ khó chịu hay là bực bội, kháng cự hay là lẩn tránh mỗi khi chúng ta tiếp xúc được với những cái trạng thái nhẹ nhàng của thân thể, hay là những cái hiện tượng lạ như là mùi thơm hay là những cái vệt sáng khi nó xuất hiện trong khi chúng ta thiền định. Tại vì đó là một cái tiến trình tự nhiên. Khi tâm thức của chúng ta nó đã thật sự lắng động thì nó có một cái sự giao thoa với một số năng lượng tự nhiên đang bàn bạc ở môi trường chung quanh. Cái này nó luôn xảy ra trong tâm thức. Chỉ có điều là tại vì trước đây mình thiếu sự yên định, thiếu sự lắng sâu, cho nên mình không có nhìn thấy thôi, không có gì hấp dẫn lắm đâu. Nó không có mang một cái giá trị thiết thực nào cả.
Nhưng mà chỉ có cái chất định đó, thì nó mới góp vào cái công trình khám phá những cái phiền não của chúng ta một cách kiên trì và bền bỉ được. Chứ những hiện tượng kia thì chúng ta không có cần nó. Có hay là không có, không có quan trọng. Chúng ta đừng ban cho nó một cái thái độ quá quan trọng. Và chúng ta hãy không ngừng quan sát và ghi nhận nó. Và cái khả năng quan sát cũng như cái thái độ không dễ bị kẹt vào những cái hấp dẫn lực trong khi thiền tập như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta trưởng thành rất nhiều khi ứng phó với những cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cũng có những cái trường hợp khi chúng ta đạt được những cái trạng thái yên định lâu dài đó, nó thật sâu, thì chúng ta sẽ thấy mình hình như là rơi vào một cái khoảng tối sáng lờ mờ, nhưng mà không xác định rõ đó là cái gì. Lúc đó thì tư tưởng của chúng ta nó không còn nữa, tâm quan sát hơi thở cũng không còn nữa, và cảm nhận về sự tồn tại của thân thể cũng không còn nữa. Và ta thấy mình như là bị chìm ngập trong vô tận, nó cứ trôi xa mãi xa mãi. Thì đây chỉ là một cái khoảng trống của tâm thức. Mọi vọng tưởng đã vắng bặt, nhưng mà vấn đề là chính chánh niệm nó cũng bị vắng bặt luôn. Cái tâm sáng tỏ để nhận biết mà không còn nữa, thì đó không phải là pháp môn thiền tập của chúng ta. Các vị cần phải nhớ chỗ này. Cái này nó không phải là sai. Đó là một cái hiện tượng có định mà lại thiếu niệm, có concentration nhưng mà thiếu mindfulness. Có một sự chú tâm quá lớn trên một đề mục, nhưng mà lại thiếu sự sáng tỏ và sự nhận biết. Đó chỉ là một cái sự tiến bộ trên các tầng định, nhưng nó lại suy yếu về năng lực của chánh niệm. Thì chúng ta cũng không nên quá phấn khích, không nên quá tiến sâu vào các tầng định nếu như năng lượng chánh niệm nó bị yếu kém. Các vị hãy nhớ bài thi kệ ngồi thiền thứ ba của chúng ta có trong cái quyển để đến khóa thiền hiểu biết á. Càng niệm tâm càng sáng, càng định tâm càng yên, định niệm cùng vun đắp hoa tuệ nở vườn thiền. Định và niệm phải đi chung với nhau, không bao giờ tách rời ra được. Ở trong truyền thống hay nói niệm định tuệ, có hàm ý là niệm sẽ sanh ra định và định sẽ sanh ra tuệ. Sự thật là niệm nó có sanh ra định thật, nhưng mà ở trong định nó phải luôn có chứa niệm. Định mà không có niệm thì đó chỉ là một cái trạng thái tâm lý rất là vô vị, không có khác gì một khúc gỗ hết. Cái đó không cần thiết, không sáng tỏ, không quan sát được gì cả, thì thiền định để làm cái gì? Để trấn áp phiền não thì nó cũng chỉ là xảy ra được vài giờ, rồi khi đứng lên rồi thì phiền não nó vẫn phát hiện thôi. Cho nên niệm và định nó phải luôn đắp đổi cho nhau trong suốt quá trình thiền quán, thì tuệ giác mới có thể nở hoa được. Thật ra tuệ giác chính là hoa trái của chánh niệm và chánh định. Niệm và định trên một thái độ đúng đắn, tức là chánh niệm và chánh định, right concentration và right mindfulness. Và sau này chúng ta sẽ có cơ hội để học hỏi nhiều hơn về niệm và định, để biết cách điều phối giữa niệm và định, lúc nào cần cho định nhiều hơn, lúc nào cần cho niệm nhiều hơn, để chúng ta có thể tháo gỡ được phiền não, khám phá ra con người chân thật của mình. Nhưng mà cũng có những lúc tinh thần của chúng ta nó bị mệt mỏi, mà thân thể chúng ta nó cũng bị mệt mỏi. Danh từ chuyên môn gọi là bì quyện, tức là mệt mỏi. Cho nên cái khả năng quan sát của chúng ta nó không còn mạnh mẽ và nhạy bén nữa. Chúng ta sẽ rơi vào những cái vùng mù, mù mờ, mà nó không phải là những cái tầng định.
của cái quá trình chúng ta phát triển chánh niệm trên hơi thở. Nó cũng giống như chúng ta đang lạc vào một cái màn sương dày đặc vào một buổi sáng sớm. Chúng ta không định vị được mình mà cũng không có quan sát được gì cả. Và cái trạng thái này nó đem tới một cái cảm giác không thoải mái chút nào, hơi ngột ngạt, hơi lừ đừ, và có thể dần dần làm cho chúng ta liệm dần vào trong giấc ngủ mà chúng ta không hề hay biết, ngủ gục quá. Thì đây là trạng thái gọi là hôn trầm. Hôn trầm tiếng Anh có thể dịch là restlessness hay là turmoil. Cái này nó rất thường xảy ra trong những cái giai đoạn thiền sinh thiếu tinh tấn trong cái pháp hành của mình. Và khi nhận ra cái trạng thái này thì chúng ta chỉ cần cố gắng một chút, quay về đề mục chính là hơi thở. Và chúng ta cũng không quên quan sát cái thái độ của mình trong khi chúng ta quay trở về với hơi thở. Chúng ta có khó chịu, có bực bội hay là có tiếc nuối gì hay không. Và ngược lại với cái thái độ hôn trầm, đó là thái độ, đó là trạng thái trào cử, to lose consciousness. Và lúc này cái tâm của chúng ta hình như nó có rất nhiều energy. Nó cứ xáo động, nó cứ lăn xăng hoài, không chịu an trú trên hơi thở. Chúng ta chỉ vừa chú tâm được vài giây thì nó lại bay nhảy đi tìm những cái lĩnh vực khác ở trong thân, ở trong tâm, hay là những cái đối tượng bên ngoài. Nó không có chịu nổi cái trạng thái yên định. Nhưng mà nó lại lừa dối với chúng ta là nó cần quan sát một vài cái đề mục cần thiết nào đó, quan trọng nào đó, nổi bật nào đó. Nhưng mà nhiều khi nó còn xúi dục chúng ta như là hãy nên đổi chân đi, hay là hãy nên xoa bóp đi, hãy nên là gãy ngứa ở trên mặt đi, hay là nên đứng lên đi thiền hành một vòng rồi hãy ngồi thiền tiếp đi. Cái đó là sự thúc giục của cái trạng thái gọi là trạo cử, cái tâm nhảy nhót. Và trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần bỏ vào một chút cố gắng trong cái hơi thở của mình. Tức là chúng ta thở mạnh lên một chút, thở khoảng 2 hay là 3 hơi thở, để chúng ta cảm nhận trực tiếp được cái hơi thở vật lý của mình một cách rõ rệt. Rồi từ từ chúng ta trở về với hơi thở tự nhiên và tiếp tục kiên trì quan sát nó. Cả cái trạng thái hôn trầm và trạo cử đều là những cái chướng ngại trong sự tiến bộ của thiền tập của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tìm cách tránh xa nó. Thì chỉ đơn giản là bằng thái độ ghi nhận, nhưng mà không bám víu hay là không chống đối nó thôi. Và cũng cần nhắc với các vị là tuy chúng ta có mục đích rất rõ ràng trong sự thực tập, đó là phát triển khả năng hiểu biết đúng đắn về chính mình để mà chuyển hóa những phiền não, để có thể có được một đời sống an lạc và thảnh thơi chân thật. Nhưng mà chúng ta cũng không đặt cho mình một cái thời gian cố định nào. Không phải là 3 tháng hay là 1 năm hay là 3 năm. Mọi thứ hãy để nó xảy ra theo một cái tiến trình rất là tự nhiên của nó. Chỉ cần chúng ta đi đúng đường, làm đúng cách, làm đúng theo sự hướng dẫn, với một thái độ hết sức là thông thả và thảnh thơi là được. Và cái quá trình quan sát, đào sâu và xuyên thủng vào những cái màn ảo tưởng, nó tự nó đã đem lại cho chúng ta những cái điều rất là kỳ thú, rất là hấp dẫn rồi, mà chúng ta không cần phải vội vã hay là trông đợi vào cái điều gì sẽ xảy ra. Hãy để nó đến một cách tự nhiên. Đó là thái độ các vị cần phải ghi nhớ trong khi thiền tập. Chúng ta biết là để có thể nhận biết và có thể hiểu biết được thực tại thì chúng ta cần phải có năng lượng chánh niệm. Tức là công việc thiền tập của chúng ta không có gì khác hơn là để phát triển chánh niệm. Và hơi thở mà ta vừa trải nghiệm qua,
nó là một đối tượng rất là tốt để cho chánh niệm phát sinh. Nhưng mà không phải lúc nào trong đời sống chúng ta cũng có cơ hội để ngồi xuống hay là dừng lại quan sát hơi thở của mình một cách sâu sắc. Chúng ta còn nhiều hoạt động khác trong đời sống, còn nhiều việc phải làm. Cho nên chúng ta cũng phải khôn ngoan để biến tất cả những đối tượng đó, những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc trong thực tại, làm có đối tượng để phát sinh ra năng lượng chánh niệm. Nghĩa là chúng ta sẽ thiền ở mọi lúc mọi nơi, nơi nào chúng ta cũng có thể biến thành cái chỗ thiền tập của chúng ta cả. Và điều này không chỉ đem lại sự thoải mái dễ chịu cho chúng ta, mà nó còn làm cho cái năng lượng chánh niệm của chúng ta được liên tục. Sự sáng suốt, sự khám phá nó luôn xảy ra liên tục trong từng giây phút của đời sống. Chúng ta sẽ luôn được sống trong tỉnh thức, chúng ta sẽ sống thiền. Và để có chánh niệm, chúng ta không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần nhắc nhở mình luôn sống trong hiện tại. Thì lúc mới thực hành, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều thứ để chúng ta quan sát. Nhưng mà chúng ta chỉ nên quan sát những cái gì nó gần và cần cho chúng ta nhất trong giờ phút hiện tại thôi. Thí dụ như khi chúng ta cắt củ cà rốt, thì chúng ta hãy quan sát vào củ cà rốt, hay là từng động tác cắt nhanh hay là chậm của chúng ta. Và nếu được, chúng ta hãy quan sát luôn thái độ của chúng ta lúc đó. Có vội vàng không? Có phản ứng lại cái hành động cắt cà rốt này không? Hoặc là khi chúng ta pha trà, thì chúng ta chỉ đơn giản là chú tâm vào từng cái thao tác nhẹ nhàng trong khi pha trà hay là trong khi uống trà. Và nếu được, chúng ta cũng phải phát triển cái sự quan sát vào những cái đối tượng tinh tế hơn. Đó chính là cái thái độ pha trà và cái thái độ uống trà của mình. Chúng ta có gấp gáp để mà muốn trò chuyện cái gì không? Chúng ta có lúng túng trước một cái vị khách quan trọng nào đó không? Và cái giai đoạn ban đầu thực tập á, trước bất kỳ một đối tượng nào thì chúng ta chỉ cần nhận biết và quan sát nếu có thể thôi. Cái quan trọng là quan sát cái đối tượng, cái thái độ của chúng ta đối với đối tượng đó. Chứ chúng ta đừng có quá chăm chú trên một cái đề mục để phát triển cái phần định không, thì chúng ta không có thấy rõ được cái thái độ của mình thì rất là uổng. Và khi chúng ta có thể dễ dàng trụ tâm trên một cái đề mục nào đó, thì đó là do cái đề mục đó nó quá cụ thể, quá rõ ràng, hoặc là do chánh niệm của chúng ta đang rất là mạnh. Và chúng ta đừng có dừng lại ở cái việc quan sát đề mục có cái tính chất dễ dàng như vậy, mà chúng ta hãy nên quan sát nhiều hơn những cái đề mục có tính chất nhỏ nhiệm hơn, những đề mục có tính chất không rõ ràng hơn, có tính chất phức tạp hơn, thì chánh niệm của chúng ta nó sẽ càng mạnh mẽ và càng sâu sắc hơn nữa. Chúng ta không chỉ chăm chú vào những động tác như là tay chân, mà chúng ta cũng nên kết hợp chăm chú vào hơi thở của mình, hay là những cái cảm xúc nó đang xen vào trong cái hơi thở của mình. Hoặc là thay vì chúng ta chỉ quan sát vào lời nói của người kia, thì chúng ta có thể quan sát luôn thái độ của họ trong khi họ nói năng, trong khi họ hành động. Thay vì chúng ta chỉ quan sát một cái khu vườn, thì chúng ta có thể nhìn kỹ hơn từng khóm hoa, hay là từng cái tiếng động nhỏ của những loài côn trùng, hay là của những cái chiếc lá nó đang xì xào trong gió chẳng hạn. Và khi chánh niệm của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ và liên tục, thì chúng ta sẽ bắt đầu quan sát được các đối tượng một cách rất là vi tế, rất là nhỏ nhiệm. Chúng ta thấy hết, chúng ta nhận biết ra hết. Và khả năng chánh niệm trên những cái đề mục vi tế á, nó sẽ làm cho sức mạnh của chánh niệm tăng trưởng hơn nữa. Và do đó nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát được rất nhiều ngõ ngách của hiện tượng tâm lý của chúng ta.
và cái khả năng quan sát những cái đề mục vi tế nó sẽ phát triển một cách dần dần. Chúng ta không thể nào đạt được nó bằng một cái thái độ ép buộc hay là một cái thái độ cố gắng hết sức. Chánh niệm thì không khó, nhưng mà duy trì được chánh niệm liên tục mới thật sự là khó. Vậy thì để có được chánh niệm một cách liên tục thì chúng ta cần phải có chánh tinh tấn, right effort. Cái chữ chánh này có nghĩa là một thái độ đúng đắn. Chánh tinh tấn có nghĩa là chúng ta chỉ cần kiên trì một cách điều đặn trên sự thực tập của mình với một thái độ không tham cầu, không chống đối. Từ những đề mục đơn giản đến những đề mục phức tạp thì chúng ta cũng vẫn thông thả nhưng mà rất là điều đặn. Thí dụ như khi chúng ta rửa chén thì chúng ta vẫn có thể thực hành thiền rất là tốt. Đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được cái sự dễ chịu của đôi tay của mình khi mà nó chạm vào những cái thau nước ấm. Rồi chúng ta quan sát từng cử chỉ, từng động tác của mình, từng cái sự xúc chạm của mình khi mình rửa chén, rồi khi mình úp chén lên rổ. Trong khi rửa chén chúng ta vẫn có thể chánh niệm trên cái mùi thơm của nước rửa chén. Chúng ta có thể tiếp xúc được với cái cảm giác của bàn chân của chúng ta nó đang xúc chạm với lại nền nhà, hay là chúng ta có thể nghe rất rõ tiếng nước đang chảy, hoặc chúng ta có thể thấy luôn những cái vết nhơ nó nằm ở trên tường ở trước mặt mình. Lúc đầu chúng ta thấy cái đề mục của mình hình như là nó đang chạy tán loạn, có vẻ như là mình đang để ý hết cái này tới cái khác, bị hết đề mục này lôi kéo tới đề mục kia lôi kéo. Nhưng mà điều này không có sao cả. Tất cả những đề mục đó nó đều đang xảy ra trong giờ phút hiện tại và ngay sát bên ta, thì chúng ta cần phải nhận biết rõ về chúng. Nhưng mà đến khi chánh niệm chúng ta nó trở nên mạnh mẽ và liên tục thì trong những cái lần rửa chén sau, chúng ta sẽ cảm nhận được hết tất cả những đề mục đó mà không cần phải cố gắng gì cả. Chánh niệm hùng hậu nó làm được cái chuyện đó rất là kỳ diệu. Và trong khi quan sát bất kỳ đối tượng nào, chúng ta cũng không quên cái thái độ của mình đối với đối tượng đó, thích hay là không thích. Có những cái chúng ta thích hay là những cái chúng ta không thích quá lớn thì trong nhất thời chúng ta có thể chưa có bỏ được. Nhưng mà dưới ánh sáng của chánh niệm thì những cái nhỏ nhặt không có đáng thì chúng ta không cần phải tạo dựng thêm làm chi. Tại vì thích hay là không thích chính là sự vận hành của tâm tham và tâm sân. Và đó cũng chính là sự vận hành của vô minh. Và một điều cần nhắc là mỗi lần lửa chén như vậy đó thì chúng ta lại gặt hái thêm một cái kinh nghiệm mới cho chính mình. Cho nên rửa chén nó không còn là một cái công tác rửa cho xong, rửa cho sạch, rửa cho nhanh, mà nó là cái cơ hội để chúng ta thể hiện được mình là một cái thực tại sinh động. Ta đang sống và ta đang hiểu được chính mình. Trong khi ăn cũng vậy, chúng ta hãy nên tổ chức một bữa ăn trong chánh niệm, thiền ăn. Đầu tiên là chúng ta nên tổ chức bữa ăn ở trong gia đình của mình. Nhưng mà nếu những thành viên trong gia đình của mình chưa có sẵn sàng thì chúng ta có thể xin phép họ chúng ta được ăn trong chánh niệm một mình. Rồi từ từ chúng ta sẽ dẫn dắt họ. Nếu họ thấy cái cách ăn trong chánh niệm của chúng ta đem lại nhiều phẩm chất. Chúng ta nên thực tập im lặng ngay từ khi chúng ta lấy thức ăn, rồi ngồi xuống cho tề chỉnh. Sau đó chúng ta quan sát từng cử chỉ của mình khi lấy thức ăn và cả những cái động tác nhai nuốt của mình trong từng miếng ăn nữa. Chúng ta lấy một muỗng thức ăn bỏ vào trong miệng nhai và để hai tay xuống xếp lại trước bụng. Và chúng ta phải nhai cho thật kỹ, nhai thật khoan thai, chậm rãi.
độ khoảng 40 cho tới 50 lần rồi chúng ta hãy nuốt. Như vậy sẽ giúp cho cái tiến trình tiêu hóa của cơ thể dễ dàng hơn, mà giúp cho chúng ta cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Và trong cái quá trình nhai như vậy, chúng ta còn thấy được công ơn của biết bao nhiêu điều kiện đã làm nên cái thực phẩm này. Và điều quan trọng hơn hết trong cái thiền ăn đó, là chúng ta hãy nhìn vào cái thái độ của mình trong khi ăn. Và chúng ta sẽ thấy cái tâm tham của chúng ta nó nổi lên rất là rõ ràng. Qua cái hình ảnh là nó sẽ khiến chúng ta đưa tay tới gấp cái món thức ăn nào mà chúng ta yêu thích. Và tránh xa những cái món thức ăn nào mà chúng ta không thích. Ngay lúc đó chúng ta hãy ghi nhận và mỉm cười với cái tâm tham đó. Nhưng mà nếu chúng ta đã nhận thấy nó rồi mà nó vẫn tiếp tục lớn mạnh và nó điều khiển chúng ta, thì điều đó chứng tỏ cái năng lượng chánh niệm của chúng ta chưa đủ lớn. Lúc đó ta có thể bị cái tâm tham nó lấn áp hoàn toàn và chúng ta không còn khả năng quan sát được nữa. Nhưng mà không sao cả, lần sau chúng ta sẽ làm khá hơn, sẽ khéo léo và tinh tế hơn. Nhưng mà chỉ cần chúng ta nhận diện được tập tham của mình, không có đồng hóa với nó ngay lập tức, hay là bị nó dẫn dắt một cách mù mờ mà chúng ta không hề hay biết gì cả, thì đó là một cái cửa ngõ để chúng ta đi tới sự chuyển hóa trong tương lai về những cái phiền não gốc rễ của mình, đó là tham và sân. Buông bỏ được tâm tham là một cái bước đi khác nữa trong khi trong thiền ăn. Chúng ta cần phải được gia công nhiều hơn về chánh niệm ở trong những cái hoàn cảnh khác. Cũng như đi thiền hành cũng vậy. Chúng ta phải luôn nhận biết là mình đang đi đâu. Và bất cứ nơi nào, dù là chúng ta đi shopping, chúng ta đi airport, chúng ta đi ra parking, chúng ta không nhất thiết là phải đi nhanh hay đi chậm, chỉ cần đi hết sức là tự nhiên, thông thả, nhưng mà phải kèm theo cái sự nhận biết, cái sự quan sát. Chúng ta hãy để cái tâm của chúng ta nó được an trụ trên một cái đối tượng nào đó, hay là một cái cảm giác cụ thể nào đó, như là một cái sự tiếp xúc giữa bước chân với mặt đất chẳng hạn, hay là chúng ta cảm nhận một cách tổng quát về cảm giác của toàn thân đang đi nó như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là không nhất thiết phải tập trung liên tục trên một cái đề mục nhất định, không nhất thiết phải tập trung trên hơi thở hay là trên bước chân. Điều đó nó làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào trường hợp bị căng thẳng, thì chúng ta phải lập tức buông cái đề mục đó ra, đổi đề mục khác, hoặc là chỉ cần kiểm tra lại cái thái độ của mình, hay là chúng ta chỉ cần quan sát một cách tổng quát về những cái đối tượng nó đang xảy ra ở trong ta hay là chung quanh ta là được, những đối tượng đang hiện hữu. Và trong khi thiền hành, chúng ta cũng có thể nhận biết các tiếng động chung quanh, và đồng thời chúng ta cũng quan sát thái độ của chúng ta phản ứng lên cái tiếng động đó như thế nào. Và nếu chúng ta thấy là chúng ta không có một thái độ gì đối với cái tiếng động đó, thì chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng động đó thêm lâu một chút nữa. Và lúc bấy giờ cái bước chân của chúng ta nếu nó không có được vững chãi đó, thì chúng ta có thể giảm tốc độ lại để chúng ta quan sát tiếng động, hoặc là chúng ta có thể dừng lại hẳn để mà lắng nghe. Nếu tiếng động đó là tiếng chim hay là tiếng gió thổi thì rất là bổ dưỡng, rất là cần thiết. Và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta kiểm tra lại cái khả năng lắng nghe, cũng như là kiểm tra lại phiền não của mình. Tại vì thông thường chúng ta hay có những cái phản ứng khó chịu hay là dễ chịu lên những cái tiếng động bất ngờ xảy ra mà chúng ta không có được dự báo trước. Thí dụ như khi chúng ta nghe cái tiếng chim hót,
tiếng chiên hoàng oanh hót, tiếng gió thở vi vu, thì chúng ta sẽ có cảm giác dễ chịu, thì phải ghi nhận cảm giác dễ chịu đó. Còn nghe cái tiếng còi xe bất ngờ hay là tiếng con nít khóc thì chúng ta sẽ rơi vào cảm giác khó chịu, thì chúng ta cũng phải quan sát cái cảm giác đó, thì chánh niệm của chúng ta mới dễ dàng phát triển, và cái sự hiểu biết về chính ta nó mới trở nên sâu sắc được. Thiền hành cũng là một cơ hội để chúng ta quan sát lại cái nhìn của mình. Trong khi thiền hành, chúng ta cố gắng đừng có nhìn lung tung để làm cho chúng ta dễ bị tán loạn. Chúng ta hãy nhìn thẳng phía trước và nhìn theo cái tổ hợp mà chúng ta cho là cần thiết để chúng ta mở thêm cái tầm quan sát, mà chánh niệm chúng ta nó không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên khi chánh niệm của chúng ta nó được liên tục thì chúng ta cũng cần phải học hỏi cách chánh niệm mỗi khi chúng ta nhìn bất cứ một cái gì. Tức là nhìn bất cứ cái gì cũng phải có chánh niệm hết. Và cái khả năng chánh niệm này nó sẽ đến một cách tự nhiên trong quá trình thiền tập, mà chúng ta không thể ép buộc được, không thể nôn nóng vội vàng được. Tất nhiên là ở trong giai đoạn ban đầu chúng ta phải chấp nhận cái sự thực tập của chúng ta chưa đủ khéo, chưa đủ thuần thục. Cho nên chúng ta vẫn có khuynh hướng dòm ngó lung tung trong khi chúng ta đi thiền hành, và cũng dễ dàng đánh mất chánh niệm. Nhưng mà điều này không sao cả. Chỉ cần chúng ta nhắc nhở mình quay về với những đề mục nào mà chúng ta thấy là cần thiết, như là bước chân, như là hơi thở là được. Mỗi ngày chúng ta bước lên cầu thang thì đó là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta nhìn lại cái bước chân của mình. Rất nhiều người có thói quen chạy lên cầu thang, nhất là mỗi khi xuống cầu thang thả tự do. Chúng ta hãy dừng lại. Nếu chúng ta phát hiện kịp thời mình đang bị mất chánh niệm, đang đi không có chánh niệm, nếu mà ngay lúc đó chúng ta thấy trong lòng của mình nó như là có ngọn lửa đốt, tại vì mình muốn chạy nhanh qua cầu thang để thực hiện một cái công việc nào đó mà mình cho là quan trọng, thì trước hết chúng ta hãy ưu tiên nhìn vào cái thái độ nôn nóng của mình. Chúng ta hãy khoan nhắc nhở mình là hãy buông bỏ cái thái độ vội vàng kia đi, mà chúng ta hãy quan sát vào cái thái độ vội vàng hấp tấp đó lâu một chút, và có thể tự hỏi là tại sao mình lại vội vàng. Có thật sự là vội vàng mới có thể giải quyết được vấn đề, hay đây chỉ là một cái thói quen lâu đời của mình? Và trong khi quan sát và tìm thấy được cái câu trả lời, cái đó nó chỉ là một cái thói quen thôi, một thói quen chưa có bỏ được, thì chúng ta cũng chỉ ghi nhận điều đó bằng cách nở một nụ cười. Tôi thấy cái kinh nghiệm của tôi là khi nở một nụ cười để phát hiện ra mình không có chánh niệm, hay là phát hiện ra phiền não của mình, là một cách rất là cần thiết. Nó ghi rất là sâu đậm vào cái những cái khuyết điểm đó, những cái giây phút thực tập bị trượt đó, làm cho lần sau chúng ta sẽ ý thức một cách sâu sắc hơn. Mà khi chúng ta nở một nụ cười rồi thì chúng ta lập tức trở về với cái đề mục chính là bước chân hay là hơi thở, hoặc là bất cứ đề mục nào nó đang có mặt trong hiện tại mà chúng ta cho là tốt nhất để tâm của chúng ta nó trụ vào, thì cái pháp hành của chúng ta, tức là cái sự thực tập của chúng ta, nó sẽ khá dần từ những cái kỹ năng như vậy. Tuần sau thì chúng ta sẽ có một giờ để vấn đáp, và chắc chắn là trong mấy tuần qua các vị sẽ có rất nhiều thắc mắc về cái sự thực tập của mình. Ai mà không có thắc mắc gì hết thì cũng nên nhìn lại cái thái độ thực tập của mình đi hả? Có thể là mình chưa thực tập hết lòng, hay là chưa có quyết tâm thực tập, cho nên không có bị vấp váp, không có gặp khó khăn. Vậy thì mỗi thiền sinh hãy chuẩn bị cho mình sẵn một câu hỏi, ít nhất là một câu hỏi. Và tôi chỉ sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi nào có liên quan tới sự thực tập thôi.
Các vị cũng nên quan sát cái thái độ của mình khi đặt ra một câu hỏi, coi nó có cần thiết hay không. Mình hỏi để làm gì? Mình có thật sự cần cái câu trả lời cho câu hỏi này hay không? Xin cảm ơn đại chúng. Mm-hmm.